các thượng nghị sĩ Mỹ lên án chính quyền Donald Trump sau khi Lầu Năm Góc tuyên bố cắt ngân sách dự án quốc phòng. Được biết, số tiền đó sẽ chuyển sang tài trợ cho việc xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Lý do nào khiến các thượng nghị sĩ Mỹ phản đối kế hoạch này kịch liệt đến vậy? Cùng Tony xin chào tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Quốc hội không đồng tình. Vốn dĩ, khoản ngân sách đã được Quốc hội phê chuẩn. Theo đó, Nhà Trắng đồng ý chi trả 8 triệu đô cho súng đạn và 2,5 triệu đô nâng cấp cơ sở nhiên liệu ở Kingsleyville, căn cứ bảo vệ quốc gia thuộc Lamar Falls, tiểu bang Oregon. Tuy nhiên, vào tuần qua, Lầu Năm Góc thông báo sẽ hoãn các dự án quân sự trị giá hàng tỷ đô trên toàn quốc, theo báo cáo của NPR. Thống đốc bang Oregon, Kate Brown, bày tỏ ý kiến trên Twitter. Chính quyền Trump đã vượt quá quyền hạn khi muốn xây dựng bức tường bằng nguồn tiền chi cho các biện pháp an ninh quốc phòng. Điều này vi phạm các giá trị của đất nước và khiến không ít người dân khó chịu. Đảng Dân Chủ chỉ trích. Trong một tuyên bố chung, hai thượng nghị sĩ tiểu bang Oregon, John Wyden và Jeff Beckley đã mô tả quyết định này của Tổng thống một sự lạm quyền và đi quá bổn phận. Bức tường biên giới của Trump là một dự án phi đạo đức và thiếu thực tế. Rõ ràng là như vậy, người Mỹ không nên bị lãng phí tiền thuế cho các dự án vô ích thay vì củng cố an ninh quốc gia. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để khôi phục khoản tài trợ này cho Oregon và tiếp tục phản đối các chính sách biên giới tốn kém, không hiệu quả của Trump. Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với đường biên giới Mexico để có đủ ngân sách xây dựng bức tường an ninh. Trước đó, thượng nghị sĩ cấp cao Đảng Dân Chủ, Jack Reed cũng thể hiện không đồng tình với quyết định của Trump. Reed nói, với thái độ ít gay gắt hơn, nước Mỹ không có chiến tranh với Mexico, vì vậy, việc xây dựng một bức tường biên giới giữa hai nước không phải là tình trạng khẩn cấp quốc gia, đây không phải là ưu tiên quốc phòng. Đảng Cộng Hòa bất lực. Để xoa dịu Trump, Hạ viện đồng ý cấp 5 tỷ đô xây tường biên giới. Tuy nhiên, với sự chỉ trích từ các thành viên Đảng Dân Chủ, dự luật được cho là khó lòng được Thượng viện thông qua. Vì vậy, việc được Quốc hội phê chuẩn dường như bất khả thi. Người dân và báo chí ra sức ủng hộ. Trong khi các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ không có dấu hiệu nhượng bộ với vị Tổng thống thuộc phe Cộng Hòa, báo chí xứ Cờ Hoa lại ủng hộ lập trường của Trump. Bài viết của nhà báo John Nania nhận được hàng ngàn lượt thích và chia sẻ. Báo chí về phe Trump. Dự án xây dựng bức tường biên giới với Mexico của Tổng thống Donald Trump đúng với lời tuyên thệ của ông trước khi nhậm chức. Trong đó, Tổng thống thề bảo vệ đất nước, cũng như những thành quả mà nước Mỹ đã tạo dựng được. John Nania viết, một bức tường biên giới có tác dụng gì? Ngày nay, mối đe dọa từ những tên man rợ cưỡi trên lưng ngựa không còn nữa. Thay vào đó là những kẻ buôn lậu súng, ma túy, băng đảng tội phạm MS-13 và cả các loại hình phạm tội khác. Thông qua biên giới, họ xâm nhập bất hợp pháp để kiếm tiền và khiến trật tự xã hội bị đảo lộn. Không chỉ thế, họ còn làm hại các công dân Mỹ và cư dân hợp pháp. Nhà báo này cũng chia sẻ thêm, một khi bức tường biên giới được xây xong, nó có thể bảo vệ cho các công dân và cư dân Mỹ hợp pháp. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là đóng cửa hoàn toàn, mà giúp việc kiểm soát các cửa khẩu trở nên dễ dàng hơn, cho phép những người nhập cư hợp pháp, thương mại và khách du lịch ra vào. Người dân bỏ tiền túi để ủng hộ Trump. Vào tháng 3 năm ngoái, Trump đã đăng trên Twitter rằng, việc xây dựng một bức tường biên giới với Mexico sẽ giúp ngăn chặn tình trạng buôn lậu ma túy cũng như tránh được kẻ thù tràn vào đất nước. Đây chính là nhiệm vụ của quốc phòng. Đừng gắn việc xây dựng bức tường với sự phân biệt chủng tộc. Đây là cách người Mỹ bảo vệ gia đình mình lẫn nước Mỹ có được một biên giới an ninh. Nếu những người nhập cư muốn đặt chân vào nước Mỹ, nơi họ cần đến là cơ quan xin nhập cảnh và nộp đơn. Một người dân Mỹ ủng hộ quyết định xây tường biên giới của Donald Trump chia sẻ. Được biết, một quỹ quyên góp tư nhân từ những người ủng hộ dự định của Trump đã chi trả cho việc xây dựng khu vực đầu tiên của bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Mới đây, theo báo cáo của NPR, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết, nếu dự luật được thông qua, sẽ có 11 dự án dọc biên giới Mexico, bao gồm hàng rào và rào chắn mới cho người đi bộ ở San Diego, thay thế hàng rào xe cộ ở El Paso, Texas, cũng như có thêm hàng rào biên giới mới ở Yuma, Arizona. Mặc dù không có được sự ủng hộ từ các nghị sĩ trong Quốc hội, thì những nền móng đầu tiên của bức tường cũng đang được hoàn thành và sẽ được tiếp tục trong tương lai nhờ nguồn vốn tư nhân. Đây được xem là nước đi thông minh của Trump trong việc tái tranh cử tổng thống vào năm 2020. Nhưng so với hàng loạt vụ việc tệ hại trong nhiệm kỳ vừa qua, rất khó để nói Trump sẽ đạt được tham vọng của mình. Đừng quên tiếp tục theo dõi Tony xin chào để cập nhật những thông tin tiếp theo về Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bạn nhé!